Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục ra video chia sẻ cho anh em một cái app chỉnh sửa hình ảnh có thể biến nam thành nữ và ngược lại. Khi cài đặt được cái app này, anh em cũng có thể biến mình trở thành nhiều cái nhân vật khác nhau bằng nhiều cái phong cách mới lạ. Trong cái nội dung video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho anh em hai vấn đề. Thứ nhất là hướng dẫn cho anh em cách chỉnh sửa hình ảnh, và thứ hai nữa là cái cách biên tập hình ảnh thành video trên cái app này luôn. Bây giờ mình xin được bắt đầu. Anh em vào Sketchlay và nhập cái từ khóa Bitu cho mình. Bitu. Rồi, tìm kiếm. Anh em chọn cài đặt. Quá trình cài đặt hơi lâu, anh em thông cảm nghe anh em. Mạng của mình hơi lắc quá. Cái này mình chia sẻ cho những anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi thì anh em cho qua cho mình nghe. Còn anh em nào mà biết nhiều cái app hay, chia sẻ lên cho anh em cùng sử dụng nghe anh em. Bitu này tầm hơn 90 MB thôi anh em. Rồi, anh em chọn mở. Đây là cái giao diện của Bitu. Anh em bắt đầu cấp quyền cho cái app này nghe anh em. Anh em chọn cho phép. Cho phép luôn. Anh em nhấn vào cái dòng chữ Trung Quốc phía dưới cái bức hình nè. Nhấn vào đó. Cái app này là của Trung Quốc anh em. Anh em chọn RACI S-File. Chọn ngón tay mình chỉ đó. Rồi anh em mới lướt qua nè, theo chữ Hot to Sell phía trên nè. Đó. Đây là những cái mẫu có sẵn nè. Anh em thích mẫu nào thì chọn mẫu nấy. Bây giờ mình chọn đại một mẫu để chia sẻ cho anh em nè. Rồi. Chọn cái này đi. Trước khi anh em mà ghép ảnh thì anh em phải tải nó về trước nha anh em. Khi nào nó mất cái chữ màu xanh là được. Rồi anh em chọn đó. Chọn chữ cho phép nè. Chọn OK nè. Anh em nhấn vào cái nút tròn đỏ để chụp hình nha anh em. Đưa khuôn mặt mình vào cái khung tròn chấm chấm đó. Rồi, vậy là OK rồi nha anh em. Lúc đầu mình chọn bức ảnh này, nhưng mà khi mình chụp rồi mình cũng có thể thay đổi bằng nhiều cái bức ảnh khác nhau nha anh em. Anh em cứ lướt qua vậy đó. Thấy cái nào phù hợp thì anh em cứ chọn. Đó. Đây mình chọn đại một mẫu rồi mình tải về cho anh em nó. Nhấn cái nút tải về ở phía trên đó nghe anh em. Rồi anh em chọn lô nè. Lô màu đỏ đây nè. Rồi. Ảnh này sau khi mà anh em tải về, nó nằm ở trực tiếp ở cái phần camera của mình luôn. Phần D-SIM camera nghe anh em. Đây có rất là nhiều mẫu cho anh em lựa chọn. Rồi anh em cứ lướt ở phía dưới nè. Có rất là nhiều mẫu. Anh em thích mẫu nào thì chọn mẫu đấy. Có cả ảnh của con nít luôn nghe anh em.
bức ảnh của mình nằm ở cái phần camera mặc định của Pitu luôn anh em. Đó. Vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em cách ghép ảnh. Và cái phần thứ hai mình sẽ chia sẻ cho anh em cách biên tập hình ảnh thành video trên chính cáp này luôn nghe anh em. Bây giờ mình xin được tiếp tục. Anh em chọn phone video. Ở bên này cũng có nhiều mẫu video có thể biên tập từ hình ảnh. Anh em thích mẫu nào thì mình chọn mẫu nấy. Giờ mình chọn đại một mẫu để làm cho anh em xem nè. Đó anh em chọn ta nè. Ta ở dưới cuối cái màn hình. Đúng rồi. Bên em chọn cái chỗ dấu cộng nè. Bên em chọn một bức ảnh bất kỳ nè. Mình chọn bức ảnh mình vừa tải ở trên Pitu này xuống luôn nè. Rồi anh kéo bức ảnh lên xuống để mình điều chỉnh thấy được cái khuôn mặt. Anh em chọn chữ review. Cái đó là đang xuất video nha anh em. Ở đây có nhiều mẫu, anh em cũng có thể xem trước cái mẫu nào mình thấy thích thì mình hãy làm, còn không thì thôi. Rồi vậy là được nghe anh em. Rồi anh em xem nè. Đó. Rồi để lưu về máy, anh em chọn chữ save. Rồi anh em chọn lưu nè. Cái video mình vừa làm nó cũng nằm ở cái phần camera trên cái điện thoại của anh em luôn. Đó là mặc định của Pitu. Rồi anh em chọn video nè. Đó. Đây là video mình vừa tạo được trên Pitu nha anh em. Nội dung hôm nay mình xin được dừng lại ở đây. Mình cũng đang tập tành làm video chia sẻ nên còn nhiều thiếu sót. Anh em thông cảm. Anh em có thể góp ý cho mình để mình ra nhiều video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp.